Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là Anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Hôm nay thì mình và Anh Quang sẽ cùng tổng hợp lại những cái câu chuyện mà mình và Anh Quang đã giải quyết trước đây về liên quan đến thói quen chi tiêu, xem là tình hình chung mọi người mắc phải những lỗi gì trong thời gian vừa rồi và rút ra được bài học gì, hiện trạng như thế nào. Và cuối cùng thì sẽ đưa tổng quan về cái cách giải quyết, cái con đường để mọi người có thể khắc phục được cái tình trạng trong thói quen chi tiêu của mình. Và chúng ta có thể thấy đó là hiện trạng về thói quen chi tiêu của mọi người trong những gì mà mọi người có chia sẻ hay là trong xã hội hiện nay bây giờ ấy, thì có lẽ là rất nhiều bạn trẻ thuộc diện là các bạn kiếm tiền và kiếm được bao nhiêu thì các bạn lại tiêu hết bấy nhiêu. Và hầu hết thì những bạn trẻ sẽ cho rằng là mình còn trẻ và mình có thời gian để ăn chơi, bay nhảy. Chính vì thế mà tận hưởng cái khoảng thời gian đó để chi tiêu, ăn uống, thỏa mãn bản thân. Và chỉ có trong đầu của mình một cái đó là chỉ nên tiết kiệm khi mà các bạn có gia đình hoặc là các bạn bước sang tuổi 30. Và không chỉ là những bạn trẻ mà có những trường hợp, những câu chuyện về những gia đình mặc dù là họ chưa có nhà cửa, chưa có phương tiện đi lại, thu nhập của họ cũng khá cao, nhưng tuy nhiên thì để tận hưởng cuộc sống gia đình trẻ, chính vì thế mà các những gia đình đấy thì thường xuyên là đi ăn nhà hàng này và đi du lịch rất là nhiều để tận hưởng cuộc sống và không xây dựng được cho mình cái kế hoạch tài chính và những loại tài sản cần thiết trong kế hoạch tài chính cho tương lai. Vậy thì trong những câu chuyện mà em và anh Quang đã từng giải quyết thì anh Quang nhận thấy là ở trong những câu chuyện đó thì những cái lỗi sai gì mà mọi người hay nhắc phải? Mình nghĩ là cái lỗi lớn nhất là mọi người chưa ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc là quản lý tài chính cá nhân như thế nào. Chưa ý thức được và cũng không biết được là phải làm như nào mới đúng. Vấn đề là nó nằm ở chỗ đó. Cái đầu tiên là xuất phát từ người ta gọi là cái sự nhận biết, cái thấy đúng về tài chính như nào. Thì từ cái chỗ đó thì làm sao biết được phải làm như nào được. Thì đó là cái lỗi vô cùng lớn. Đến cái thứ hai là mọi người vì là cũng lờ mờ về cái chuyện đó rồi nên là trong chi tiêu là cứ theo kiểu là thích những cái gì mà ngắn hạn thôi, đúng không ạ? Ngắn hạn là cảm thấy là ok, lương của tôi, thu nhập hai vợ chồng rất khá rồi thì cứ chi tiêu thoải mái mà nằm trong phạm vi đó vẫn còn dư ra được tiền, thế là với họ là được rồi. Họ không thể hình dung được là rồi trong tương lai liệu nó có xảy ra cái tình hình bất trắc như thế nào không, để mà chúng ta cần phải có những cái kiểu như là quỹ dự phòng hay là phải có bảo hiểm. Hay là họ cũng không thể hình dung được là lúc mà đến một cái độ tuổi nào đó mà không đi làm nữa mà về hưu thì cái sự chuẩn bị tài chính nó sẽ như thế nào. Họ cũng lại không ý thức những cái chuyện đó. Rồi họ cũng không biết được là ok, cái tiền tôi chênh lệch giữa thu và chi như này thì tôi dùng nó vào việc gì, hay chỉ gửi tiết kiệm đơn thuần thôi mà không hề có một cái kế hoạch cho mình là đầu tư để làm cái này kia hay như nào hết. Đấy, thì tóm lại là trên cơ sở cái tổng thể như vậy thì người ta sẽ dẫn đến là cái hành động của họ mất khá là nhiều cái lỗi xung quanh cái chuyện như vậy. Cái tiền thừa tiêu hết và được ngày nào hay ngày đó thôi thì mình nghĩ là một lúc nào đó chắc chắn những người đó sẽ bị hậu quả. Và thực tế là khi mà họ đã gửi cái tình huống về để cho chương trình giải quyết tình huống là thực chất là họ đã gặp vấn đề rồi. Ví dụ như chẳng hạn đợt vừa rồi là rất nhiều tình huống là liên quan đến Covid-19 xảy ra, ngay lập tức là họ bị ảnh hưởng toàn bộ, đảo lộn cái hiện trạng của họ luôn. Và lúc mà họ cảm giác được cái sự nguy hiểm trong cái việc mà không hiểu về một cái tài chính thì nó nghiêm trọng như nào, thì đó là tóm tắt xung quanh sơ bộ một vài cái điểm chính trong các lỗi này. Đấy là những cái lỗi ở trong cái việc lên kế hoạch tài chính. Còn đi sâu vào trong cái vấn đề chi tiêu của họ thì thậm chí là họ không có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Và khi mà chi tiêu thì họ cũng không biết là mình đã tiêu những gì. Tức là em còn nhớ là có một câu chuyện đó là về hai vợ chồng và có một đứa con. Thì thu nhập của họ là khá ổn, khoảng độ 40 triệu, 50 triệu một tháng. Và bên cạnh đấy họ có chia sẻ là họ có nợ tín dụng nữa. Nhưng mà vì là họ cảm thấy là cái thu nhập của họ ổn này, họ cũng muốn tận hưởng cuộc sống này. Tức là hàng tháng thì họ chỉ đủ để trả tiền lãi thôi, còn tiền gốc thì họ chưa trả. Chính vì thế mà khi mà họ chi tiêu, họ tận hưởng cuộc sống, họ đi du lịch, họ có chia sẻ ở trong cái câu chuyện đó là hầu như tháng nào hai vợ chồng và cả gia đình cũng đi ăn nhà hàng này, cũng đi du lịch lên đến khoảng 14-15 triệu. Và không đến cuối cùng thì tiền nợ tín dụng họ không trả được và họ cũng không biết là lý do tại sao. Nhưng mà khi mà quay về để xem lại
thì họ họ nhìn ra là ở trong đấy là những cái khoản chi tiêu đi nhà hàng và đi du lịch của họ quá nhiều, và khi đó họ mới biết là tiền mình kiếm ra và mình tiêu vào cái gì. Đấy là cái lỗi sai, là họ không biết là mình đã tiêu gì. Thế thì anh Quang còn thấy là trong cái vấn đề chi tiêu thì họ còn vướng phải những cái sai lầm gì nữa không? Thì anh nghĩ là thực ra anh thì anh hay khi mà tiếp cận bất kỳ các cái case study nào thì luôn luôn nhìn cái sai từ gốc ấy. Cho anh ít nhìn cái kiểu hiện tượng như vậy. Cái sai từ gốc là xuất phát từ chỗ là vì họ không biết như nào trời. Tự dưng là dẫn đến những cái hành động là nó chỉ là sự biểu hiện ra ở điểm này điểm kia thôi. Có tiền thì đi du lịch thôi, có tiền thì đi ăn nhà hàng, có tiền thì mua quần áo thoải mái. Đó, thì cái bản chất gốc là do họ không biết cái chuẩn, thì nó dẫn đến những cái kiểu hành vi như vậy. Mà anh nghĩ có thêm một cái lỗi trong cái để nó giải thích tại sao mà họ kiểu chi tiêu không kiểm soát ấy. Vì họ không có chịu list ra, tức là cái hành vi của họ là họ không bao giờ làm cái kiểu budgeting, viết ra từng khoản chi như nào và tính toán là tỷ trọng bao nhiêu, thì tự dưng là sẽ dẫn đến là tiêu thoải mái thôi, là không giống như kiểu nó không có chánh niệm trong chi tiêu á, cứ có sẵn thấy thích là theo cảm xúc thì là mình tiêu thôi. Đó là mấy cái phổ biến mà người ta, tức là họ vẫn đang, đối với những vợ chồng trẻ này hay là những bạn trẻ thì vẫn đang là chưa có xu hướng tiết kiệm nhiều, vẫn tận hưởng cuộc sống và chưa nhìn được cái sự quan trọng của cái kế hoạch tài chính. Và ngoài ra thì cái khoảng thời gian vừa rồi thì chương trình của mình làm cũng rơi vào đúng cái khoảng thời gian là Covid. Thì có lẽ là trong cái thời gian đó thì mọi người cũng đã nhận ra được, khá nhiều người đã nhận ra được là cái sự nguy hiểm về tài chính của mình nếu như mà mình không có kế hoạch cụ thể. Vậy thì họ mắc nhiều lỗi sai như thế, họ gửi nhiều những cái câu chuyện của họ về cho chương trình mình như vậy. Thì tổng hợp lại những cái giải pháp để cho họ có thể khắc phục được cái vấn đề này thì anh Quang chia sẻ cho mọi người. Anh nghĩ là giải pháp thì nó phải giải quyết được căn cơ gốc rễ cơ, đúng không? Thế thì gốc rễ nó xuất phát từ cái sự hiểu biết của họ, đơn giản là như vậy thôi. Thì những người này cần phải, có lẽ là cần phải tham gia những cái lớp training về tài chính cá nhân từ những cái căn bản. Ví dụ như có thể tham gia những cái lớp của tại Vinarex, tổ chức hàng tháng đều có những cái lớp như vậy cho khách hàng, cho các nhà đầu tư cá nhân, để họ có thể học được về từ những cái khái niệm cơ bản như là sức khỏe tài chính là gì, an tâm đầu tư là gì, rồi con đường để xây dựng và các bước ra sao cho nó có kế hoạch. Đấy, tức là xuất phát từ cái sự hiểu biết trước. Và song song với quá trình hiểu biết đó thì những nhà đầu tư này cần có người đồng hành, là ví dụ có người financial health coach có thể đồng hành với họ để mà giúp hành động luôn, phải thông qua hành động, đúng không? Đầu tiên là từ cái sự hiểu biết, mà thực chất là nền tảng lý thuyết, xong phải biến thành vô cái hành động, thì từ đó họ mới soi chiếu lại, mới ôn lại là đúng ngày xưa mình cứ làm không có con đường đi, không có ý thức rõ, thì bây giờ đã có cái cách thức rồi, vân vân các loại như này, thì dần dần họ mới chuyển hóa được cái kiến thức thành cái thói quen hành động của họ. Thì cái cách như thế có lẽ là cái cách giải pháp tốt nhất để mà khắc phục được những cái lỗi mà thường gặp trong cái chi tiêu của các cái nhà đầu tư như vậy. Vậy thì tóm lại là cái ý đó là để mà khắc phục được thói quen chi tiêu này thì cái cách đơn giản là họ liệt kê ra những cái khoản chi tiêu của họ, thì họ sẽ lên cho mình những cái kỷ luật về trong cái thói quen chi tiêu. Còn để tổng thể hơn thì họ sẽ phải lập ra cho mình một cái kế hoạch tài chính tổng thể về cả chi tiêu, về cả đầu tư, về cả các loại tài sản của họ, để thấy được một cái bức tranh tổng quan ở trong đó. Và cái mà để họ có thể duy trì được cái vấn đề chi tiêu và có một cái kế hoạch tài chính tốt thì họ cũng cần có một cái thói quen và duy trì được thói quen và kỷ luật trong tài chính cá nhân, đúng không anh Quang? Thì anh Quang có nói một ý đấy là để mà họ có thể duy trì được thói quen trong tài chính cá nhân thì nó không phải là điều dễ dàng, nhưng mà nếu như mà họ có thể là sử dụng đến một financial health coaching thì họ sẽ đồng hành cùng với người coach đó, thì sẽ đồng hành với nhau để xây dựng được cái con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.